Chào các bạn nha. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách làm AdRop miễn phí để nhận được 200 đồng token chi phí swap nhé. Thì các bạn đầu tiên các bạn truy cập vào link website clamadrop.net, đi truy cập vào website mình được mình ở phía dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn vào phần dưới đây, rồi nhấp vào cái link truy cập website để các bạn đăng ký nhé. Rồi thì các bạn nhập thông tin của các bạn vào đây, họ tên này, địa chỉ email này, password này, và các bạn nhấp vào đây, tôi đồng ý với những chính sách của họ đây, đây và tạo tài khoản này. Sau khi đã tạo tài khoản xong thì nó có yêu cầu kết nối với mở Gmail của các bạn ra và để kích hoạt tài khoản, thì các bạn vào tài khoản Gmail của các bạn nhé. Đây các bạn nhấp vào confirm email để xác nhận cái địa chỉ email nhé. Rồi sau khi đã xác nhận thì các bạn sign in này để đăng ký để đăng nhập này, các bạn đăng nhập vào. Rồi thì sau khi đã đăng nhập thì các bạn hoặc các giao diện của website như thế này thì các bạn nhấp vào đây cho mình. Và phần thêm địa chỉ ví của các bạn thì các bạn nhấp vào đây chữ S đây. Các bạn copy sang Binance hoặc là ví Binance hoặc là ví MetaMask, các bạn sao chép địa chỉ ví, các bạn quay sang website và nhấn dán vào địa chỉ ví vào này, add này. Rồi sau khi đã add được địa chỉ ví của các bạn vào đây, các bạn nhấp vào đây giúp mình free AdRop và làm theo các bước hướng dẫn trên cái website để nhận token nhé. Rồi đầu tiên là theo dõi Twitter, follow Twitter thì các bạn nhấp vào đó và nhấp vào follow. Rồi quay trở lại này. Rồi follow Reddit thì các bạn hãy đăng ký cái tài khoản Reddit và nhấp vào follow đấy. Đây mình kết nối với tài khoản Google. Rồi các bạn rồi cái GP swap đây nha. Rồi các bạn quay trở lại tiếp theo follow cái Medium của họ, các bạn nhấp vào đây follow. Mạng hơi đơn nên các bạn thông cảm nhé. Rồi các bạn sau khi đã follow được cái tài khoản và cái mạng Medium thì các bạn nhấp tiếp theo vào follow cái Telegram này. Rồi cái tài khoản của họ mà. Rồi group tiếp theo đây tài khoản mạng Medium thì các bạn nhấp vào follow. Telegram cũng thế. Rồi các bạn add địa chỉ của các bạn vào ví này. Đây thì mình đã add rồi đây. Rồi sau khi đã xong tất cả các mục ở trên đây là follow Twitter, follow Reddit, follow Medium, follow Telegram và các bạn add địa chỉ
phí của các bạn vào thì chờ các bạn sẽ chờ đợi để nhận token về được họ phân phối về ví đây nhé. Rồi thì các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website kadamadrop.net để cập nhật những cái dự án miễn phí phần thưởng token mới nhất được bên mình cập nhật lên trên đây nhé. Và nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch các sàn Binance, Remitolo, MXC, OKX, và nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây để đăng ký ủng hộ kênh nhé. Rồi, video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.